Liên quan đến vụ khủng bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào dạng sáng 11 tháng 6 năm 2023, vào ngày mai 16 tháng 1, nhóm tham gia vụ khủng bố này sẽ được cơ quan tố tụng đưa ra xét xử theo pháp luật. Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã có quyết định đưa ra xét xử đối với 100 bị cáo trong vụ án. Trong đó, 55 đối tượng bị truy tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 39 đối tượng bị truy tố về tội khủng bố một đối tượng bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và một đối tượng bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Ngoài ra, có 6 đối tượng đang sống tại nước ngoài sẽ bị xét xử vắng mặt về tội khủng bố. Theo nội dung vụ án, vào đêm mùng 10 tháng 6 năm 2023, dạng sáng 11 tháng 6, khoảng 100 đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm tấn công và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea và Ea huyện Cư tỉnh Đắk Lắc, làm 4 cán bộ công an xã hy sinh và nhiều người bị thương trên đường rút chạy các đối tượng tiếp tục phá hoại nhiều tài sản của người dân uy hiếp ba người làm con tin chặn xe ra tay khiến hai cán bộ xã cùng ba người dân khác tử vong